thôi con này. Cô giặt hả? Ngon hết sảy luôn bà lại. Hay ngủ uống xoài. Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Phương có làm một món nướng cả nhà. Thì cũng là hải sản nướng, không phải là bạch tuộc hay là mực gì nha. Nhưng mà đây là tôm nha cả nhà. Đó, thì tôm này Phương đã trộn với lại muối ớt. Bây giờ mình sẽ nướng tôm với muối ớt nha. Thì đây, Phương có nướng kèm theo, đây là đậu bắp. Còn mình sẽ chấm với lại muối ớt chanh nha. Có thêm một dĩa xoài nữa cho nó có cái nó vị chua chua á, nó khác cả nhà. Thì đây giờ Phương sẽ bỏ lên để nướng nha. Đó, thì giờ còn ướp muối ớt rồi cả nhà. Thì Phương không có trộn cái gì hết á, Phương chỉ giả muối ớt bình thường, ớt với lại muối bột ngọt thôi, mình ướp thôi cả nhà. Đó, thì tôm này nó cũng mau chín lắm cả nhà. Thấy không? Có hơi nóng mà là nó đổ màu liền. Bên đây thì nó chưa, mấy con chính giữa thì nó màu. Khi mà tôm nó đổi màu mình sẽ bỏ thêm miếng chanh đậu bắp lên. Muối chanh này Phương tự làm luôn cả nhà. Phương sẽ khuấy nè. Thời gian chờ đợi tôm chín. Thì muối chanh này mình cho một ít đường á cả nhà, chua chua ngọt ngọt nó sẽ ngon. Mấy hôm nay Phương bị lỡ miệng á cả nhà, bị nhiệt á nên là ăn cái gì mà chua chua mặn mặn cay cay vô á, kiểu như là nó sẽ bị rát. Chín rồi. Ngon, thơm. Tôm này mà mình để chín quá nó sẽ bị khô á cả nhà. Đây, mình sẽ thử trước một con nha, giờ mình sẽ lột ra luôn. Tại vì mình nóng quá. Mình ghim vô cái que gì cho nó dễ nướng. Nè, trong cái đầu nước gạch không. Ừ.
Nóng quá. Nóng lắm luôn cả nhà ơi. Ồ, chín hết rồi. Ồ, còn chưa, còn chưa. Mình sẽ bỏ đậu bắp lên. Mình nướng mình ăn từ từ cả nhà. Không mà trời, nó chín luôn, đằng luôn à. Cây ra chị ạ. Ngọt. Ngon. Mình cũng thử con. Tôm tươi ăn có thịt ngon. Nó dai mà nó ngọt. Ngon. Mình không để nó bị khô quá nha cả nhà. Nếu mà nó khô quá thì nó sẽ bị khô thịt, nó không có ngon. Ủa, nhà coi nè. Ui, tôm gạch không nè ha. Nhìn cái đậu ngon chưa. Tôm thì không thể bỏ đậu nha cái nhà mình nè. Nếu mà mình không thích nhai vỏ nó, mình vứt nước nó cũng ngon lắm. Ừ, tôm muối ớt, mình ướp muối ớt nữa cả nhà. Nó mặn mặn. Rồi nó có cái vị ngọt của con tôm nữa. Ngon gì đâu luôn. Đây, con này thì Phương sẽ cháo với muối ớt chanh nha. Đây, Phương mời cả nhà nha. Ngon. Đậu bắp không giòn á. Cả nhà mình mà muốn ăn đậu bắp cho nó giòn á thì mình để lên bếp mình nướng thì nó vừa chuyển màu thôi. Cái này nó giòn ngon quá. Okay. Tôm tươi á, rồi nó trắng màu lên ghê xanh xanh. Còn tôm mà qua ngày rồi nó sẽ bị đỏ cả nhà. Cái nước nó rất là ngọt. Miệng bị nhiệt nên là nó cay. Nước cay thì nó sẽ hết hà. Con tôm nó dai. Ngọt.
À, đảo cả nhà ơi, thì ăn cái món tôm nướng này cũng rất là ngon nha. Trước khi mà cả nhà mình muốn tôm ăn nó ngọt nó ngon hơn thì mình phải lựa tôm tươi ngọt thịt nè, thì nó có cái vị mặn mặn của muối nữa, thì nó làm cho cái con tôm mình nó dai thịt nữa cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Phương nha. Nếu mà cả nhà yêu thích video của Phương thì cho Phương xin một like để theo dõi và bấm vào cái chuông kế bên để theo dõi những video mới tiếp theo của Phương nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này. Xin chào.